Mưa bão ở Brazil đã làm cho ít nhất 24 người chết, tin từ Petropolis. Giới chức Brazil xác nhận mưa bão tạo ra sạt lở đất tại thành phố Petropolis đã làm ít nhất 24 người thiệt mạng. Tiểu bang Rio de Janeiro đã bị mưa liên tục trong nhiều ngày qua. Thành phố Petropolis bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong thời gian 24 giờ đồng hồ, đã mưa 428mm, làm cho nhiều con sông dâng nước tràn bờ, nhiều con đường bị sạt lở đất che phủ, nhiều căn nhà, xe cộ bị hư hại. Trận mưa đã làm 24 người chết, 15 người bị thương và trên 1.500 người không còn nhà cửa. Các toán cứu cấp cho rằng con số tử vong sẽ còn tăng thêm. Một người dân địa phương nói lở đất đã chôn vùi hai em bé của một gia đình. Mọi người đang rất đau buồn. Thảm họa sẽ tái diễn nếu như chính phủ không đưa ra các biện pháp. Chính quyền Brazil đã đưa đồ cứu trợ tới các vùng bị ảnh hưởng. Thành phố São Sebastião ở tiểu bang São Paulo hoàn toàn bị ngập, nhiều nơi nước ngập cao đến 1.8 thước.